Đúng rồi, chừng nào anh qua? Bây giờ chừng khoảng nửa tiếng anh qua đi, tôi đang chạy ra ngoài chút rồi tôi về tới nhà đó. Bây giờ tôi đang ở Tân Bình nè, tôi đang ở đường Cộng Hòa nè, tôi chạy về nè. Anh cứ canh đi, chứ từ Cộng Hòa chạy về chừng khoảng nửa tiếng á. Anh tới nhà thiếu nhi quận 2 anh biết không? Thiếu nhi quận 2. Nguyễn Duy Trinh. Ờ đúng rồi. Đúng rồi, đó là từ rồi chạy thẳng chứ ngã tư chứ thì định là tới hết.